What's up? Xin chào 500 anh em. Chào mừng các anh em đã quay trở lại với channel Boss Gear. Hôm nay mình sẽ cùng 500 anh em đi review một con bàn phím cơ cực kỳ ngon đến từ hãng Idora. Và con bàn phím cơ này sẽ hứa hẹn rất là nhiều điều và sẽ thay đổi cái cách nhìn của chúng ta về cái hãng Idora này. Tuy nhiên thì đây chỉ là cái sản phẩm test thôi chứ chưa phải là sản phẩm chính thức. Vì vậy thì mình sẽ review sơ qua cho anh em về con bàn phím này thôi. Khi nào mà có bản chính thức thì mình sẽ review kỹ càng hơn. Ok, let's go! Về cái hộp của em này thì rất tiếc đây hiện tại đang là bản test cho nên nó sẽ không có hộp. Nó chỉ có chiếc bàn phím chờ trụ như thế này thôi. Và như các bạn nhìn đây, nó rất là nhỏ gọn. Đây là cái kiểu layout 68, tức là nó sẽ giống như là layout 60 nhưng mà nó sẽ có thêm cục mũi tên ở đây và bốn nút này nữa đó, để bonus thêm cho anh em. Và nó sẽ dài hơn 60 một xíu, tức là dài thêm khoảng một hàng như thế này. Và cái ấn tượng đầu tiên khi mà mình cầm chiếc bàn phím này lên thì nhìn nó rất là cổ điển và không có cái sự màu mè, cũng như là cái bộ keycap cực kỳ nổi bật ở đây. Đấy. Và con này được biết là nó sẽ sử dụng keycap PBT đai súp và sẽ có độ dày khá là lớn. Cái đặc biệt của cái bộ keycap này đó chính là cái chuẩn SDA. Và cái chuẩn này thì nó sẽ cao hơn chuẩn DSA một chút. Nhìn nó khá là vuông vức và cái tiếp diện, tiếp xúc với cái ngón tay cũng rất là nhiều. Và tất cả các độ cao của các hàng của nó sẽ bằng nhau. Về cái bộ keycap này thì có người sẽ hợp và có người sẽ không hợp. Tuy nhiên về cái cảm giác gõ, đối với cá nhân mình thì cái bộ SDA này gõ cực kỳ sướng và rất là nhanh. Và cái cảm giác gõ cũng tốt hơn rất là nhiều so với những cái bộ OEM hay là FA. Rồi chúng ta sẽ đi thêm về cái bên ngoài một chút. Về cái bộ keycap bên ngoài thì chúng ta sẽ nhìn thấy nó có hai màu tông chủ đạo, đó là màu xám và màu trắng. Ở giữa thì các ký tự được in rất rõ ràng ở ngay phía chính giữa đây. Và nó không có nhiều cái thừa thãi, nhìn nó rất là gọn gàng. Tiếp theo thì về cái mặt sau của em này thì chúng ta sẽ thấy nó vẫn có cái chân để nâng hạ độ cao của phím. Tức là chúng ta vẫn có thể thay đổi được cái độ dốc của bàn phím này. Tuy nhiên thì cái này mình thấy để như vậy là bấm khá là ngon rồi. Còn nếu mà nâng lên thì nó sẽ hơi cao một chút. Con này đang sử dụng cái cây đó là cây bằng nhựa và sẽ là cây high profile. Tức là cái cây này nó sẽ cao và bao phủ luôn cái chân của switch. Tức là chúng ta sẽ không nhìn thấy cái chân switch lòi ra. Mình rất thích cái kiểu cây như vậy. Tuy nhiên đối với mình thì cái cây này nó sẽ có một số cái nhược điểm nhỏ nhỏ thôi. Ví dụ như là Idora hoàn toàn có thể làm cho cái vỏ cây này nó dày hơn một chút. Để cho nó tạo cái độ chắc chắn và đầm hơn khi mình cầm. Về phía mặt sau thì các bạn nhìn đây nó chỉ có bốn cái chân cao su khá là nhỏ nhắn để bám dính. Cái này thì cũng không quan trọng lắm tại vì nó cái bàn phím này nó cũng không có thuộc dạng to mà dễ trơn trượt. Và chúng ta sẽ nhìn thấy có một cái đường chéo cách điệu thì mình không thấy cái đường này không được phù hợp cho lắm, nhìn nó hơi kiểu rối mắt ấy. Tốt nhất là không nên làm, hoặc là để trơn luôn, hoặc là để logo Idora thực là to ở phía dưới này thì nhìn có vẻ hợp lý hơn. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ đi sâu về hiệu năng của em này một chút. Ngoài cái bộ keycap PBT Profile XDA rất ngon này ra thì chúng ta sẽ còn được trang bị thêm một cái dàn switch đến từ Kaibox. Và đây là một cái dòng switch khá là ngon của hãng Kai. Đối với cá nhân mình thì so với những cái switch như là Catron hay là Cherry thì Kaibox thì vẫn là một trong những cái switch mà mình ưu tiên nhiều hơn so với hai dòng này. Tất nhiên là những cái dòng căn bản thôi nhé, còn những cái dòng biến thể khác hoặc là những cái dòng dạng dành cho high-end thì không nói. Và trên tay mình đây đang là hiện tại là Kaibox Brown Switch. Ngoài ra thì nó còn có phiên bản white, tức là clicky kiểu như blue ấy. Và phiên bản đó là red. Red thì ai cũng biết rồi, rất là êm ái. Brown thì chúng ta sẽ có cái cảm giác có cái khất và nó cũng sẽ mượt mà. Nó cũng sẽ không có phát ra tiếng kêu giống như là blue. Tí nữa mình sẽ cho các bạn nghe cái tiếng gõ của em này. Ngoài cái bộ keycap PBT XDA, một cái switch Kaibox ngon thì chúng ta còn được trang bị thêm một cái PCB. Đó là PCB có thể hot swap, mà hot swap này là hot swap xịn nhé, đến từ Kai. Đó, và cái hot swap này thì bảo đảm các bạn có thể sử dụng được hầu hết tất cả các cái dòng switch hiện nay. Và chúng ta chỉ cần cắm vào thôi. Có nhiều bạn thì nói là cái dòng này thì nó chỉ có cắm được switch 3 chân. Tức là nó không có cái lỗ để dành cho dòng switch 5 chân. Tuy nhiên thì nếu mà các bạn thực sự muốn chơi thì các bạn cũng có thể cắt bớt cái chân, hai cái chân phụ của cái dòng switch 5 chân để cắm vào và sử dụng bình thường. Như chính nhờ cái khả năng hot swap xịn sò mà chúng ta có thể biến cái bàn phím này nó thành một cái bàn phím quốc dân. Tức là các bạn thích dòng switch nào thì các bạn có thể thay đổi dễ dàng và chúng có thể test được tất cả các dòng switch mà các bạn thích
và có thể mở ra mock loop rất là đơn giản luôn. Đó là một trong những cái mà mình thấy rất là ngon. Tiếp theo thì em này đang sử dụng đó là Bluetooth hoặc là dùng dây. Nó sẽ có hai mock chế độ và sẽ có thể kết nối được với 3 thiết bị cùng một lúc. Và cái pin của nó sẽ là 1700 theo như nhà sản xuất công bố. Thì với mình, cái Bluetooth thì mình không có ưu tiên lắm. Mình vẫn thích là dùng 2.4GHz với lại dùng dây hơn. Tại vì như vậy nó sẽ tiết kiệm pin hơn rất là nhiều. Còn với Bluetooth thì nó sẽ hao pin hơn và cái kết nối nó cũng không có được ngon lắm. Và với cái thường pin 1700mAh thì nó khá là châu bò rồi. Và đặc biệt là do cái này nó không có LED cho nên sử dụng được rất là lâu. Mình sử dụng khoảng tầm 1 ngày, khoảng 8 tiếng thì nó mới tiêu hao khoảng 10% thôi. Tức là nếu mà các bạn sử dụng trung bình một ngày 4-5 tiếng hoặc là ít hơn thì có thể chỉ tiêu hao khoảng 2-3% thôi, rất là ít. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xem một cái phần chính, đó là cái phần test tiếng gõ của em này. Và cái strap của em này thì do bên hãng về đã mock lại rồi, cho nên mình không có nhận định gì về cái strap này được. Mình chỉ có thể là gõ cho anh em nghe các cái nút đơn như thế này, về cái dòng brow thì nó sẽ như thế nào. Còn sau này mình sẽ, nếu mà có thời gian thì mình sẽ ra cái video mình mock lại strap cũng như là mock lại switch cho em này nhé. À, như các bạn đã nghe thấy thì tiếng gõ của nó nghe rất là đã tai và đồng thời là cái cảm giác gõ nó rất là êm ái. Mình gõ cảm giác như là nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều so với các cái dòng mà sử dụng OEM bình thường. Keycap của nó cũng sướng nữa. Ok, thì mình chỉ có thể nói được như vậy cho vài cái phiên bản test này thôi. Tại vì chưa có phiên bản chính thức. Phiên bản chính thức thì nó sẽ ra trong khoảng tầm 2-3 ngày nữa. Nếu mà các bạn muốn order thì các bạn có thể xem ở link phía dưới phần mô tả nhé. Vậy tóm lại với cái tầm giá khoảng 1.3 triệu nếu như mà các bạn pre-order và tầm giá là khoảng 1.6 triệu như nếu như mà các bạn order sau khi nó ra mắt thì các bạn thấy có xứng đáng không? Theo mình, nếu mà với tầm giá khoảng 1.6 triệu thì nó vẫn hơi cao vì nó vẫn có một số cái nhược điểm tồn tại, ví dụ như là cái cây này mình thấy nó khá là mỏng. Hot swap thì hot swap 3 pin chứ không phải là 5 pin. 5 pin thì nó sẽ hỗ trợ tốt hơn và nó cũng sẽ tối ưu hóa hơn về cái dòng switch. Và một cái nữa nó là cái không biết là có phải do bản test này không hay là nó sẽ như vậy sau khi ra bản chính thức thì nó có fit không. Tại vì mình thấy là khi mà con này đang sử dụng Bluetooth, mình để không khoảng tầm 5 phút thì nó sẽ ở chế độ tạm nghỉ. Và khi mình muốn khởi động lại thì mình phải ấn và đợi từ 3-4 giây. Nó khá là khó chịu đối với mình. Tại vì khi mà mình chơi thì mình muốn nó phản hồi ngay lập tức. Nếu như mà bản chính thức này nó ra mà nó fit được cái lỗi đó, tức là nó sẽ cho mình cái thời gian nghỉ dài hơn, ví dụ như là khoảng 15 hoặc là 20 phút thì nó mới đến cái thời gian tiết kiệm pin. Thì khi mình chạm vô thì nó kết nối liền thì nó khỏe hơn. Chứ còn nếu như mà khoảng tầm 5 phút mà nó đã ngắt kết nối thì mình xài nó rất khá là khó chịu. Mong rằng thì sau này phiên bản chính thức thì nó sẽ fit được mấy cái lỗi đó. Ok, vậy chúng ta sẽ tổng hợp lại các cái thông tin về em này. Đầu tiên chúng ta sẽ có một cái phiên bản đó là layout 68, khá là tiện lợi, nhỏ gọn. Về cái keycap thì cực kỳ ngon rồi, dùng PBT XDA rất là đẹp, sử dụng switch Kyborg cực kỳ ngon. Chúng ta sẽ có cái mặt hỗ trợ hot swap xịn sò và thời lượng pin cực kỳ trâu. Các bạn nghĩ sao về chiếc bàn phím này thì hãy để lại comment ở phía dưới phần mô tả nhé. Theo mình thì nếu như mà Idora có thể làm cho cái bộ keycap này nó có nhiều phiên bản hơn thì chắc chắn sẽ thu hút được rất là nhiều khách. Và thực sự đây là một con phím mà dành cho những cái dân mà muốn bước đầu, muốn bước chân vào cái thể loại đó chính là phím custom. Nếu mà như các bạn muốn mình làm một cái video mà để custom em này lại thì các bạn có thể comment hoặc là like video nhé để mình có động lực. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Bye bye.